Và sau cùng, kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin sinh hoạt cộng đồng. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại chùa Pháp Bảo Bonnerit, New South Wales. Vào Chủ nhật ngày 25 tháng 8 năm 2013, Phật lịch 2557, nhằm ngày 19 tháng 7 năm Quý Tỵ. Buổi lễ được bắt đầu bằng bài thuyết pháp của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc. Xin mời quý vị theo dõi hình ảnh phóng sự sau. Hôm nay là ngày Vua Lan, hôm nay là báo hiếu cha mẹ. Xin mời các em bước lên. Công dân ơi, mau lên ngồi dưới. Công dân ơi, mau làm cho coi mờ thoát hơn. Tạm tha vẽ hoa, mở rộng sức thanh nhìn mang dòng dòng là hơn. Tại chùa Pháp Bảo ở Sydney, thì giống như hàng năm thì gia đình Phật tử là một thành viên sinh hoạt ở tâm chùa, cho nên mỗi dịp lễ Vu Lan thì gia đình Phật tử phải có bổn phận phụ giúp cho giáo hội ở chùa Pháp Bảo, chẳng hạn như phụ sân khấu, làm sân khấu, sắp xếp bàn ghế, rồi chuẩn bị tật tự cho vấn đề đậu xe cho Phật tử, rồi vấn đề phụ giúp bên y tế. Còn về làm lễ thì tất cả các em anh Vũ, huynh trưởng của anh Vũ và đồng tử cũng sẽ làm hàng chào để đón các chư tăng lên làm lễ. Rồi còn có vấn đề văn nghệ thì cũng có vài tiết mục như vũ dân hoa cúng dường cho Phật, rồi cũng có những bài hát bông hồng cài áo để hát trong cái dịp mà lễ đi cài bông hồng như là cho Phật tử ở chùa. Mẹ là luôn nghĩa ngọt ngào. Tôi không còn gì, chỉ còn nước mắt trong tôi vô vàng. Cao cả chín chữ cù lao nghĩa thâm sâu. Đại lễ Vu Lan đã hoàn mãn vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả.